Vâng, thì hôm nay là đúng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 11 năm 2018. Và ngày 21 chứ. À vâng, 21 thì là 3 triệu chứ. 25 triệu. Thì đồng ý đi mấy ấy thì rồi thôi lấy đồng 25 triệu. Vợ chồng thống nhất với nhau. Vâng, là có chị Hồng. Hồng Thành ở xã Yên Luật. Ninh Dân. À vâng, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Vâng, chị sang đặt chúng tôi một bộ sập thờ chân 24 bằng gỗ gụ và đục mai điểu. Vâng, bây chị đang bàn đang đặt tiền và sang để đợi Tết sang năm. Sang ký tên xong là để đến là những cái hoàn thiện trở xa. Vâng. Còn chiếu màn hình ảnh cái vị đây là đó là chị Hồng nhé. Dương. 27. Và thứ bá là mẹ chồng. Chú bác cái hình để làm kỷ niệm. Vâng. 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 Thế nhà gần trung tâm xã không nhỉ Hồng nhỉ? Nhà em dễ lắm, nhà em ngay cái chỗ từ xã đây cũng phải độ hết cây. Nhà em bên dưới cổng bệnh viện Thanh Ba độ 200 mét thôi. Gần ngay chỗ sườn đá Phương Linh á. Thì nhà gần sườn đá Phương Linh đấy. Đỏ tướng ở đấy đường, ngay mặt đường. Dạ, đây rồi. Thế nào lấy cho mẹ nhỉ? À, con kết thân mịch xong rồi. Đến trước mình có vẻ. Hai tuần nữa nhá. Thế là chủ nhật nó chở xa không vậy? Ừ, thứ bảy, chủ nhật nó ở nhà. À. Bà đi làm thứ bảy. Thế đi làm giáo viên à? Đi bệnh viện. Khoảng độ nửa tháng nữa chị nhé. Bác sĩ à? Nửa tháng nữa chị nhé. Khoảng nửa tháng nữa chị chở xa. Lâu hơn thì càng tốt. Vâng thế... Đến thứ bảy chủ nhật tuần này xong, thứ bảy chủ nhật thứ bảy chủ nhật tuần này xong còn 2 tuần nữa thì trở sang cho em. Vâng. Nhá. Vâng. Thế cảm ơn chị Hồng Thành nhá. Em chưa đến đâu. Chúc chị ra và toàn thể gia đình mạnh khỏe nhá. Và cảm ơn chị đã tin tưởng và dùng đồ của cơ sở chúng tôi và xin chào tạm biệt quý vị, hẹn quý vị gặp clip sau nhá.